Chức năng tiếp theo của chúng ta đề cập bỏ filter, đó là chức năng giả lập trong sơn dầu. Các bạn vào filter, chọn phần OAP. Khi bật chức năng này lên thì mặc định các thông số đã cho chúng ta hết rồi. Bây giờ các bạn kéo về không hết, cho dễ quan sát. Ngay cả đen. Đây. Bây giờ chúng ta tăng cái phần style lên, tức là chúng ta áp dụng dụng cao thì cường độ càng mạnh. Đúng không các bạn? Tôi có thể zoom lên 200% để chúng ta cùng nhau quan sát cho dễ. Nếu bạn muốn cường độ nhẹ hơn, các bạn có thể giảm nhỏ xuống. Và chúng ta tăng các cái cường độ làm mờ kết hợp. Khi mà chúng ta tăng chế độ này rồi thì chúng ta mới sử dụng scale được lớn hay nhỏ. Để zoom lại 100% quan sát cho dễ. Độ chi tiết, dùng ánh sáng hướng nào, và quan trọng nhất là cái này, nếu bạn áp dụng cái cường độ này càng lớn thì đối tượng của chúng ta trông càng rỗ và chi tiết sắc nét hơn, thì khi đó chúng ta dùng một cái này nó có tác dụng được. Các bạn kéo giảm nó nhẹ đi rất nhiều, hay tỷ lệ scale, cái hướng của đèn chúng ta phải đổi. Đây là một chức năng khá mới ở Photoshop, nó mới được bổ sung vào. Và tôi nghĩ rằng với những bức tranh mà chúng ta chụp cần giả lập một cái dạng trên sơn dầu chẳng hạn, thì chúng ta hãy cùng nhau vào đây chỉnh vài chi tiết sao cho hợp lý thì nó ra bức tranh sơn dầu thật thụ. Nhưng đương nhiên tranh này chỉ áp dụng trên máy mà thôi. Nếu đồng ý chúng ta ok và đóng lại.